Và tiếp theo sau đây, xin các bạn hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự trở lại của Diệu Linh với ca khúc Ngài Vẫn Thứ Tha, sáng tác Phạm Tôn Tẫn. Cho đi bản thân mình
cha, xin hãy tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Hình ảnh mà Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thánh giá mỗi chúng ta đều khắc ghi trong lòng và biết ơn, cảm tạ Ngài và Ngài đã tha thứ cho tất cả những ai đã lầm lỗi, lạc bước, chỉ cần quay trở về. Xin một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn giọng ca của Diệu Linh.